Sáng nay 27 tháng 2, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia, Thụy Sĩ, Cộng hòa Bolivia Venezuela, Cộng hòa Hy Lạp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại công quốc Luxembourg, Cộng hòa Paraguay, Vương quốc Jordani đã trình quốc thư lên Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Sau lễ trình quốc thư, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp các đại sứ. Thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước tin tưởng, trong nhiệm kỳ này, với những kinh nghiệm, trình độ, năng lực và sự hiểu biết về Việt Nam, các vị đại sứ sẽ hoàn thành tốt trọng trách được giao, tiếp tục là cầu nối, đóng góp quan trọng vào việc vun đắp, phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà các vị đại sứ đại diện. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định, nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hy vọng nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cá nhân các đại sứ. Mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước mà các vị đại sứ đại diện sẽ có những bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa.